ông ơi. Quay tự do được ạ. Chạm tay vào bờ nhá, chạm tay vào tường nhá, tránh cầu thang ra, bảo Luân quay vòng 2. Cường quay vòng 2. Dương quay vòng 2. Bảo quay vòng 2, Long quay vòng 2. Dương quay vòng 2, Thái quay vòng 2. Bạn Vĩ với cả bạn Duy cứ bình tĩnh bơi nhá. Khánh với cả Dương cặp cái đấy kia thầy trước một lúc nhá, phải động nhá. Bạn Dương đang bạn Luân đang dẫn đầu, Luân quay vòng 3. Luân quay vòng 3. Cường quay vòng 3, quạt sải đi, đuổi bạn Luân đi. Quạt tay sải đi. Bạn Duy đang dẫn thứ 3. Bạn Dương dẫn thứ 3, Dương quay vòng 3. Dương quay vòng 3. Bạn Bảo quay vòng 3. Bảo Phong quay vòng thứ 3. Bạn Huy quay vòng số 3. Rồi cứ duy trì đều nhá. Long quay vòng 3. Tâm lý biết đấy. Bạn Thái quay vòng 3. Bình tĩnh bơi nhá, hoàn thành cái thầy được nhá. Này, tao biết đây là đây gì đây, bóng vũ anh kinh nhỉ, biết cả biết là gì rồi. Luân duy trì đều nhá. Bạn Luân quay vòng 5. Luân quay vòng 5. Quạt sải đi. Cường quay vòng 5. Bạn Dương quay vòng số 5. Hằng ngày các cháu tập 1.000 mét đấy ạ. Bảo quay vòng 5, bảo quay vòng 5. Bảo quay vòng 5. Dương quay vòng 5. Mấy bạn này còn xuất sắc cả. Khép chân vào lợn nhá. Huy nhá, Huy quay vòng 5. Bạn Long quay vòng 5. Long cứ bình tĩnh với Long nhá. Duy trì đều được nhá. Cứ duy trì đều được nhá. Thái cứ bình tĩnh bơi nhá Thái nhá. Duy trì đều được Thái nhá. Long quay, Thái quay vòng số 5. Mặt Luân này tay tốt nhất, mặt Luân tay tốt. Luân duy trì đều nhá. Hôm nay cố gắng đầu 14 nhá. Mùng 7, Luân quay vòng 7.
vẫn quay vòng số 7. Cường ơi quay đầu lại quạt tay sải nhá. Cường quay vòng 7, quạt sải đi. Luôn nó quạt sải kìa. Nói chung mấy thằng này toàn tốt đấy. Dương quay vòng 7. Bạn Phí quay vòng 5. Hai bạn cứ bình tĩnh bơi thầy nhá. Duy nhá, cứ bình tĩnh bơi thầy nhá, Duy nhá. Duy quay vòng 5 nào. Đến mình còn ngồi. Đến mình còn mừng hồi hộp tin đoàn thịnh. Hồi hộp hết đấy. Đây là bạn Bảo. Bảo đang đứng thứ tư nha, Bảo quay vòng 7. Bạn Bảo quay vòng 7. Bảo quay vòng 7. Giờ dễ loạn đấy. Dương quay vòng 7, Dương quay vòng 7. Quy quay vòng 7. Quy vòng 7. Bạn luôn quay vòng 9. Luôn quay vòng 9. Sang bè bé tập với thầy nhá. Cường quay vòng 9, quạt sải đi Cường ơi, quạt sải đi. Đuổi luôn đi. Đuổi đi, quạt hết cả chiều dài đi. Dương quay vòng 9. Thái quay vòng 7. Đấy, bằng rồi. Loạn đấy. Em phải đặt xuống nhớ mấy bạn đầu, mấy bạn sau để em hay quên. Hôm qua thì tốt hơn mà. Quạt tay sải đi. Quạt sải đi. Quay thành vòng 7 nhá. Bảo quay vòng 9. Bảo quay vòng 9, Bảo quay vòng 9. Cường ơi tránh làn á, luôn lái bên này đi. Lái loạn với nhau rồi. Luôn quay 11, luôn quay 11, luôn quay 11. Luôn quay 11, Cường quay 11 ra đuổi đi, quạt sải đi, nhìn đẩy vào. Quạt tay sải đi. Càng phết đấy. Dương quay vòng 9. Dương này thành 3 này, Dương này 3 này. Quy quay vòng 9 nhá. Dương 11. Các mẹ giỏi nhớ cho em ấy ạ. Còn Long quay thành vòng 9, Long quay vòng 9 nào. Sang bên biển đấy tao với thầy. Thái quay thành vòng 9 nhá. Luân Cường quạt sải đi. Quạt sải đi.
một tí không vướng nhau rồi. Luân sang đây một chút, Luân ơi sang đây một chút nhá. Mỗi bạn vạch đen nhá. Luân quay 13, Luân ra vạch đen đi, Luân ra vạch đen đi. Cường quay 13, quạt phải đi Cường ơi, đuổi đi. Văn Bảo 11 nhá. Dương quay 11 nào. Dương này cơ mà. Bạn Dương 13 nào. Bạn Vĩ vòng 9 nhá. Cho các mẹ lên sóng tí này. Vài giây thôi. Làm gì được nhiều. Quay ra vòng 9 nha, xin quay vòng 9 nha. Bạn Long quay thầy 11. Long 11, Long 11. Quy 11. Luôn với Cường thì 15. Sắp tăng 14 rồi. Cường ơi, Cường ơi, còn mấy vòng cuối thôi. 3 vòng nữa là hết rồi. Thái, Thái 11 nhá. 15 nào luôn, Cường 15 nào. 3 vòng nữa nhá, đuổi đây 3 vòng nữa. 3 vòng nữa. Quạt sải đấy Cường ơi. Quạt sải đấy, vượt đi. Vượt đi. Quạt sải liên tục đi. Mệt lắm. Bảo 13 nhá. Bảo Dương là tốt phết đấy. Bảo 13, Bảo 13. Bảo Dương 15 này. Có bơi được nhưng mà bơi nó mệt. Phải sức đường dài. Dương 15, Dương 15. Kia nó khỏe luôn là không thắng được, nên có điều là nó khỏe. Qua bơi với sóc ngang đấy, xong là tốt thật, xong bơi tốt lắm, xong nó bơi ếch đều. Dương mười mấy nhá, bạn Dương này mười ba, Dương 13 nhá. Còn Huy à, kia Huy à, Huy đấy bao nhiêu ạ? Đúng rồi, Huy rồi, đến là lâu không quên đấy. Rồi các bạn sau loạn hết rồi. Ba bạn đầu còn nhớ. Rồi các mẹ nhớ cho em không được quên nữa. Vòng cuối đấy, vòng cuối đấy. Vĩ quay vòng 11, Vĩ quay vòng 11 nhá. Cường Luân ơi, vòng cuối cùng này, Cường Luân ơi. Vòng cuối cùng nào, bứt tốc cái vòng cuối cùng nào. Quạt sải liên tục nhá, vòng cuối cùng này, giải nhất nhì này, vòng cuối cùng nào. Vòng cuối cùng, vòng cuối cùng. Và cuối cùng, quạt tay lên, quạt sải lên. Thôi, Cường thắng rồi, Cường cố lên. Quạt sải liên tục đi, thắng rồi. Vòng cuối cùng nhá. Quạt sải đi. Căng thẳng quá. Bên kia nó khỏe hơn, con nó hơi tốt. Này nó được sải rồi, khỏe hơn. Nào chạm tay vào bờ nào, và chạm tay nào, bạn nào chạm trước thắng nhá. Thôi, các bạn nào chạm tay trước bờ này. Chạm tay vào tường, chạm tay vào tường nhá. Chạm tay vào tường nào, chạm tay vào tường nào, chạm tay vào tường nào. Chạm tay vào tường nào. Bạn Luân về nào, tôi chạm vào tường. Rồi, bạn Bi ở nhì nhá. Thôi thở đi, thở đi. Thở đi. Thở đi, thở đi, thở đi. Quay đi, quay đi. Bạn Dương vòng cuối nhá, Dương cố lên nào.
thua, bi thua, bi thua rồi, đúng rồi, thua bạn sau gì đó. Thở đi, đi thở tiếp đi. Còn Long quay đầu nào Long ơi, hai vòng nữa Long ơi. Dương ơi về đích nào. Rồi, bạn Dương về thứ ba nhá. Thái quay đầu tiếp nào. Thở tiếp đi, thở tiếp đi. Thúy ơi, Thúy ơi, bảo vòng cuối, Thúy ơi. Thúy ơi, bảo vòng cuối đó. Bảo vòng cuối à. Hình như bảo này nó xong rồi sao này. Bảo xong rồi đấy nhờ. Bảo hết rồi nhá, bảo vòng cuối đấy. Lọc thứ 5 ấy. Thế là tốt rồi, các bạn lại còn tốt. Thank you.
phí là